30 triệu. Tự nhiên bạn ấy hát 10 giây cuối cùng mà Ngọc xúc động lắm. Thấy rất là xúc động. À, 10 giây cuối cùng thì chị lại muốn nó được cao trào hơn nữa để nó bung cái bài hát này ra. Ơi, dạ. 10 giây cuối cùng còn sống có 10 giây sức đâu mà cao trào nữa Ngọc. Thế là nó đúng, mà thế là nó cũng đúng rồi đấy. 10 giây cuối thì còn thở còn thoi thóp mà còn cao trào làm sao. Nhưng mà thực sự là rất là hợp với Ngọc. Tại vì ngồi mà cứ nghĩ đến Ngọc thôi. 10 giây cuối cùng thấy mình hôn nhiên đôi cánh thiên thần, thấy người mỉm cười, người yêu đuối, người bần thần, lời nói cuối, nước mắt khóe môi, câu chúc yên bình. 10 giây cuối cùng như một cuộn phim tua ngược dòng đời, thấy mình thật đẹp ngày nắng mai, mình ngập tràn tuổi đôi mươi, nụ hôn đầu đời tựa gió sương sớm mai. À, 10 giây cuối cùng cảm ơn nỗi buồn, trọn vẹn nỗi tình yêu vĩnh hằng nhắm mắt tạm mơ.
Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.